Chào tất cả các bé. Các bé ơi, các bé còn nhớ cô là ai không? Cô là cô Hương, là giáo viên của lớp 332, trường 455 Thanh Hà cơ sở 3 đấy. Hôm nay, cô Hương rất là vui vì được đồng hành cùng với tất cả các bạn vào chuỗi video Bé Vui Học ở Nhà của trường 455 ngày hôm nay. Các bạn ơi, trong thời gian nghỉ vừa qua, ngoài các bạn nhớ trường, nhớ lớp, nhớ cô Hương ra, thì các bạn còn nhớ bữa ăn của trường 455 không ấy nhỉ? Không thể quên việc gì không nào. Bữa ăn của trường 455 cung cấp đủ dinh dưỡng rất hấp dẫn với nhiều màu sắc: màu trắng của cơm, màu vàng của thịt, màu đỏ của dưa hấu và màu xanh của rau. Hôm nay cô Hương cũng muốn kể cho chúng mình nghe một câu chuyện. Trong câu chuyện có nhắc đến một trong năm món ăn màu sắc của đông sinh đấy. Câu chuyện của cô có tên là Vườn Rau của Bé. Xin mời các bạn nhỏ cùng lắng nghe. Câu chuyện được bắt đầu ở một khu vườn. Bé Na trồng được rất nhiều các loại rau. Bé Na thích lắm. Buổi chiều, bé Na ra vườn để chuẩn bị cho bữa ăn tối. Nhưng bé Na chưa biết chọn món rau nào. Các loại rau củ quả nghe thấy vậy, cà rốt lên tiếng: Bé Na ơi, chọn tớ nghe, tớ sẽ giúp cho đôi mắt của bé Na được sáng. Cà chua đứng ngay bên cạnh gạt ngang: Tránh ra, tránh ra, người giúp cho bé Na có sức khỏe. Cây cải nghe thấy vậy bèn tranh cãi: Không đúng, không đúng, tớ mới giúp cho hệ tiêu hóa của bé Na được tốt. Các bạn rau quả đang tranh cãi thì bé Na quát nói: Này, các cậu đừng cãi nhau nữa, tớ không muốn ăn các loại rau củ quả nữa đâu. Các bạn rau quả nghe thấy vậy buồn quá, bật khóc. Để hiểu rõ về nội dung câu chuyện hơn, cô Hương xin mời tất cả các bé cùng hướng mắt lên màn hình. Ở một khu vườn, bé Na trồng được rất nhiều các loại rau. Bé Na thích lắm. Buổi chiều, bé Na ra vườn để chuẩn bị cho bữa ăn tối. Nhưng bé Na chưa biết chọn món rau nào. Các loại rau củ quả nghe thấy vậy, cà rốt lên tiếng: Bé Na ơi, chọn tớ nghe, tớ sẽ giúp cho đôi mắt của bé Na được sáng. Tránh ra, tránh ra, tớ là người giúp cho bé Na có sức khỏe. Cây cải nghe thấy vậy bèn tranh cãi: Không đúng, không đúng, tớ mới giúp cho hệ tiêu hóa của bé Na được tốt. Các bạn rau quả đang tranh cãi thì bé Na quát nói: Này, các cậu đừng cãi nhau nữa, tớ không muốn ăn các loại rau củ quả nữa đâu. Các bạn rau quả nghe thấy vậy buồn quá, bật khóc. Cô Hương xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nhỏ ở những video lần sau nhé. Xin chào.